Đây các bác xem, đây một con máy zin gần như mới tuyệt đối. Và đã được kỳ lân luxury bọc vàng lên. Bọc vàng nguyên, vàng y đó. Và không những vàng không, mà giá trị ở siêu phẩm này là đính 4 chiều kim cương và nút chọn hông ở giữa cũng là kim cương. Nói chung là 5 chiều toàn bộ là hột xoan thiên nhiên hết. À, khác biệt với con hồi nãy là con bản màu da nâu này, chức năng là như nhau nhưng mà khác biệt là bề ngoài đây là da, đây là da B và đây là da cá sấu. Và bộ phím là phím Sophia, đây là phím thép. Đó là điểm khác biệt, các bác muốn sự khác biệt thì có sự khác biệt giữa dòng này. Hiện tại bên Kỳ Lân cũng chuyên về nhẫn Rolex. Các bác nào muốn đang đeo Rolex mà muốn có một chiếc nhẫn phù hợp với nhẫn đồng hồ của mình. Hiện tại em đang đeo chiếc đồng hồ vàng, thì em đi với chiếc nhẫn cũng vàng. Bác nào đeo đồng hồ vàng hồng thì các bác hãy đặt em chiếc nhẫn bằng vàng hồng. Chiếc nhẫn này hiện tại là vàng luôn, kim cương 5.4 ly. Các bác muốn to hơn 6.3 ly, tức là hộp kim cương như thế nào thì các bác có thể đặt ra yêu cầu, Kỳ Lân nó sẽ đáp ứng được. Và tiếp theo các bác sẽ được chiêm ngưỡng lại cái đồng hồ này em đeo. Chắc chắn rất nhiều bác sẽ hỏi em cái đồng hồ đó. Đây, một siêu phẩm đồng hồ 5 số. Đặc biệt nhất ở cái đồng hồ này, đặc biệt nhất ở cái đồng hồ này là cái điều gì các bác biết không ạ? Đặc biệt nhất ở cái đồng hồ này em đang đeo lên tay là điều gì các bác? Tất cả bằng vàng khối nguyên khối hết đúng không? Chưa đâu. Điều rất đặc biệt các bác sẽ chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về với em. Một con máy zin nguyên thủy hết nhưng có một điểm đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn rất là nhiều mà không phải cái đồng hồ nào cũng có được. Đó chính là vòng bezel. Toàn bộ được đính bằng baguette hết, kim cương thiên nhiên, mà cái điều này rất ít cái đồng hồ có và có cũng giá rất là cao. Cái vành này không, nếu như mà các bác đặt ở hãng á làm thì tầm cỡ 20.000 đô, nhưng mà nó sẽ có những cái khắc nối nhìn nó sẽ không đẹp bằng ở baguette. Bác nào muốn mà lên những cái đồng hồ mình đang đeo á, mà muốn lên vòng bezel như thế này á, thì cũng liên hệ đến với Kỳ Lân. Và em thấy có một cái điều là nhiều bác lên vành bằng cái hộp kim tắm á, nhìn nó không có đẹp được, nó không có lấp lánh được. Và baguette là hiện tại theo tiêu chuẩn hàng của châu Âu rồi, châu Âu rất chuộng baguette. Vậy các bác để rất nhiều cái đồng hồ em cũng thấy rồi, lên kim cương tắm cái viền bezel nhìn nó rất là bình thường. Nhưng mà tùy vào mỗi nhu cầu của mỗi người, tùy vào mỗi người có mỗi sở thích. Thì mỗi có nhiều bác sẽ thích kim tắm, nhưng mà đối với em thì em thích kim baguette này hơn. Nhìn rất là đẳng cấp, nhìn rất là sang và rất là giá trị. Bởi vì vành kim tắm thì rẻ hơn vòng baguette này rất là nhiều. Toàn bộ dây chuyền này là dây chuyền đúc đặc 18K AU750. Hiện tại thì thị trường ở ngoài những cửa hàng tiệm vàng bạc ở ngoài á, thì thường ta bán nữ trang là vàng hàng chợ thì gọi là 14K là nhiều, 60 hoặc là 18, như 18, 61. Còn tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury về dây chuyền thì vàng 18K AU750 theo chuẩn châu Âu. Đó. Mặt là nguyên chiếc điện thoại Vertu. Đính trên những cái mắt nối là những hộp kim cương thiên nhiên. Giữa mỗi mắt, giữa mỗi cái chữ V logo là mỗi hộp kim cương thiên nhiên hết. Các bác nào ở Sài Gòn thì cứ ghé trực tiếp 40 Nguyễn Cư Trinh
Và một siêu phẩm chiếc nhẫn này cũng là độc quyền của Kỳ Lân Luxury, các bác thấy không? À, những cái sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là những sản phẩm đẳng cấp, cho nên lúc nào nó phải độc quyền và nó phải chất lượng, tức là vàng này là vàng nguyên khối, đúc đặc nguyên khối. Các bác muốn biết nó chất lượng như thế nào, các bác chỉ việc cầm lên thôi, so với chiếc nhẫn các bác đang đeo là các bác thấy sự chất lượng liền. Đó. Toàn bộ là vàng Âu 750. Âu 750 kim cương thiên nhiên hết. Đây là siêu phẩm điện thoại Bluetooth mà đồng. Toàn bộ thân vỏ được đúc bằng vàng khối, vàng nguyên khối Âu 750, bằng vàng chanh đó, đây vàng chanh. À, bộ phím kim cương là bằng baguette. Hiện nay trên thị trường thì cũng có thể có nhiều sản phẩm này ở ngoài, nhưng mà đa số baguette này nó là bằng bằng đá moi hoặc là bằng kim cương nhân tạo thôi. Nhưng tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là kim cương thiên nhiên. Bộ phím baguette này cực kỳ khó và ở thị trường hầu như rất ít, hầu như đa số là những cái viên baguette moi CVD cực kỳ thôi. Đây là một siêu phẩm bằng phím baguette kim cương thiên nhiên. Nút chủ to lắm, to ngân ở chiếc nhẫn này em đang đeo là 54. Nếu như siêu phẩm này các bác đã thấy độc cực kỳ độc rồi thì em thêm một siêu phẩm độc dược hơn nữa. Đó, cái siêu phẩm này nó độc dược hơn nữa, rất là độc dược luôn. Ở đây thì nó có phần da bê, gốm ceramic, đá gốm ceramic, đúng không? Thì ở phiên bản này loại bỏ hoàn toàn những cái gì gì liên quan đến da đi, ceramic đi, và được thay vào là, đúng rồi đó em, thay vào là gì ạ? Thay vào là toàn bộ là vàng đúc nguyên khối, vàng đúc nguyên khối, kể cả hai bên hông cái sườn cũng là nè, vàng nguyên khối, vàng nguyên khối, vàng nguyên khối, nói chung tất cả vàng nguyên khối. Và cái máy này không bao giờ cũ, hiện tại cái máy này là không bao giờ cũ, bởi vì toàn bộ hàng là hoàn toàn là bằng vàng. Mà nếu có trầy xước thì chỉ việc cầm cái khăn để chuyên dụng lau vàng, rút nhẹ thôi là nó bóng lưỡng lại như mới liền. Và nếu như có trầy rớt mớp sau thì quý lại Kỳ Lân Luxury để được những cái công cụ chuyên nghiệp, bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị trực tiếp không qua bất kỳ một trung gian nào về vấn đề bảo hành, xử lý, hỗ trợ các bác nhanh gọn tại chỗ, không phải chờ đợi, không phải nhận, không phải là cộng tác viên, hay là không phải nói chung là mình làm từ tâm, mình làm từ yêu, từ thích, từ mê, cho nên là không có nặng thương mại nhiều. Nên là sản phẩm, tất cả sản phẩm bán ra tại sao có thể đảm bảo khẳng định 100%, bởi vì mình là người trực tiếp và khâu kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên là khẳng định được với các bác bên trong, với mình biết được bên trong như thế nào. Còn nhiều người bán không biết được bên trong như thế nào thì làm sao mà đảm bảo được, đúng không các bác? Đó, các bác không, cái khăn này chuyên dụng để lau vàng, cho nên là mình lau cái đen cần lau cần đen, nhưng mà lau khăn mình dùng hoài được hoài luôn, cái lau là nó mới. Em xoay em ngược chiều rồi, đúng rồi, kính bị ngược rồi. Ok rồi, bây giờ một siêu phẩm zig zag đã được giới thiệu xong, mình thêm tiếp. Nói chung là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là có mặt tại showroom, có mặt sẵn sàng, không phải order, không phải chờ đợi, bởi vì Kỳ Lân Luxury là chuyên nghiệp về Vitu. Nói về Vitu, bất kỳ sản phẩm Vitu dinh chính hãng nào, Vitu đẳng cấp nào đều có mặt tại Kỳ Lân Luxury. Và em thấy nó hơi dơ dơ, em lại lấy cái khăn để lau vàng, em lại lau nó, các bác sẽ được thấy sự khác biệt sau khi em lau. Các bác thấy ba siêu phẩm này thế nào? Em cầm những siêu phẩm này em rất là run, vì lỡ mà vô tình rơi một cái thôi là nó sót lắm các bác. Và một cái điều này mà rất nhiều bác từng bị lỗi là nhiều bác xài những cái vơ tu á là hay bị lấy sim hoặc là không dùng nữa, rồi để cái khay sim trắng có cái phôi sim á đưa vào trong á thì nó chỉ bị gãy, nó vướng ấy, nên thành ra nó bị gãy chân sim, thành ra phải đi sửa.
Đâu rồi? Ví dụ như cái máy màu trắng này đi. Đây là một cái máy bằng thép, zin 100%. Con máy này nhập từ Nga. Thì tất cả máy của Kỳ Lân Luxury là máy nguyên thủy, nguyên bản, không qua đánh bóng, không qua dọn, không qua xử lý. Các bác có nhiều cái thắc mắc gì nè, tại sao máy bên kia nó rẻ hơn, hay là những câu đó nó rất là em không biết phải trả lời biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì một con máy Vertu là những con máy đắt tiền, mà những con máy đắt tiền là có rất nhiều bộ phận và mỗi bộ phận nó cũng rất mất tiền, cho nên là chỉ cần khác biệt một hai bộ phận nhỏ thôi là giá trị nó chênh lệch nhau 5, 10, 15, 20 triệu là chuyện rất bình thường. Và một con máy zin nguyên thủy 100% đẹp như mới so với một con máy zin nguyên thủy nhưng mà cũ nó sẽ khác biệt, và một con máy zin nguyên thủy nhưng có sửa chữa nó sẽ giá khác biệt, và một con máy zin nhưng mà tất cả đồ zin hết nhưng mà đồ zin lượm lặt lắp ghép lắp ráp thành một cái máy thì giá trị nó cực kỳ rẻ. Và các bác biết là một chiếc điện thoại giá trị thì đòi yếu tố từ sở nhà sản xuất phải nghiêm ngặt và lắp ráp phải là từ những kỹ sư gọi là nhất về tay nghề, cho nên nó mới ra được những siêu phẩm của hãng Vertu như thế này. Cho nên là những cái máy mà nhiều bác mua qua đi bảo là zin 100% nhưng mà sửa chân sạc, hoặc là người ta nhiều lúc người ta không biết chân sạc sửa chưa, bởi vì ta không tháo bên trong ra thì người ta đâu biết sửa chân sạc đâu. Đôi khi nhìn vậy là vẫn biết chân sạc zin nhưng mà thật ra bên trong nó sửa bằng những cái kỹ thuật cao, nó sửa mình nhìn vô mình hóa không biết. Phải có những máy móc chuyên nghiệp, máy móc chuyên dụng kiểm tra bằng máy hiển vi thì mình mới thấy được bên trong. Cho nên là nhiều bác sao bảo là Kỳ Lân sau mà kiểm tra khó vậy, máy nhập về kiểm tra khó vậy, bởi vì cái đầu ra đầu vào của Kỳ Lân Luxury cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ kỹ. Và hồi nãy em đang nói về cái tình trạng mà lỗi của cái khay sim hay bị gãy, cái sim hay bị gãy, thì lý do là nhiều bác xài xong á, cái sim xong á mình không bỏ sim nữa, rồi mình bỏ cái miếng phôi sim trống mà bị cắt lỗ đâu mà nè, mình nhét vào cái đút ra thì nó móc chân sim vô để gãy, thành ra phải xài thay chân sim nhiều lắm. Và nhiều bác bỏ sim mới bây giờ á, sim mới bây giờ thì nó bị có từng khúc nó ghép lại, tức là ba mặt nó ghép lại á, thì khi mà bỏ vào nó không có đều á, nó sẽ bung ra, mình móc ra nó móc dướng chân sim bị gãy đi, cho nên là phải thay chân sim. Tình trạng này bị rất là nhiều khách mà mua bên ngoài quên được hướng dẫn chỗ này nên bị rất là nhiều. Còn đối với máy của Kỳ Lân Luxury thì hỗ trợ hướng dẫn cụ thể chi tiết từ ban đầu, cho nên hầu như tình trạng này không xảy ra nhiều. Vụ ở ngoài thị trường chưa có như này. Kỳ Lân Luxury bởi vì gặp rất nhiều khách hàng và bán rất nhiều sản phẩm cho rất nhiều khách hàng, cho nên là nhận định được, biết được cái vấn đề hay bị đó, và Kỳ Lân Luxury tung ra bản sim Nino. Những bác nào đang bị tình trạng đó và hay bị tình trạng đó và dễ bị tình trạng đó, chắc chắn sẽ bị tình trạng đó nếu như vô tình quên, thì hãy đến với Kỳ Lân Luxury hỗ trợ mua cái khay sim Nano này. Thì cái khay sim Nano này á, em đang có hai bản vàng gold và bằng thép có luôn nha các bác. Thì các bác chỉ việc thay cái sim Nano, khay sim Nano này thì bây giờ thì đâu còn sim hồi xưa đâu, hồi xưa là sim nguyên miếng, đâu còn sim ngày xưa đâu, sim bây giờ là sim từng mảnh ghép lại thì đa số nó bị bung ra và gãy cũng rất bình thường, nên hãy chọn cái khay sim này để mà hỗ trợ tối ưu cho cái điện thoại của mình. Và một cái siêu phẩm này mà hiện tại thị trường rất ít các bác tìm không ra đâu, rất khó, đặc biệt bởi vì con này cực kỳ hiếm, nó gọi là Vertu DLC đấy. Các bác nhận thấy sự khác biệt giữa những con thép, những con bình thường thép là điểm nào các bác? Thật ra thì em không có biết được sản phẩm của bên khác nên em không đánh giá chất lượng của bên khác được, nhưng mà bởi vì em là người trực tiếp xử lý máy, trực tiếp nhận máy, trực tiếp bán khách máy cho khách nên gặp rất nhiều trường hợp rồi. Nhiều bác bảo là máy của anh Nguyên Vinh chỉ 100%, nhưng mà đem đến Kỳ Lân Luxury tháo ra kiểm tra thì thường hầu như là bị sửa chân sạc rất là nhiều, hầu như đa số luôn, không sửa chân sạc thì cũng đi xe hiển thị. Tại vì thường thường á, một cái máy, một cái bo mạch điện tử á, thường thì chúng ta nên chơi đồ zin đi, bởi vì một cái đồ mà đã qua sửa. Em xuống lấy cái men mối tình nữa chứ chân máy này tháo
Ở cho nên là nhiều bác bảo là máy dinh cái ăn sạc này nó bắt buộc phải thay không? Dinh là dinh, dinh là 100% chứ không có dinh thay như thế gì hết á. Dinh là dinh chứ sao dinh mà thay được? Mà dinh mà có dư thừa ẩm nước thôi là đủ, không đủ điều kiện rồi. Bởi vì một cái máy mà đã qua sửa chữa thì khi mà mình can thiệp bằng dụng cụ của mình á, không phải là một cái hãng vô tư chuyên nghiệp, một cái hãng vô tư trực tiếp làm bằng lúc sản xuất á, thì khi mà những cái thợ bình thường á mà chưa có kinh nghiệm về vô tư á làm sẽ có tác động vô, thì thường thường nó sẽ bị ảnh hưởng tới những con xung quanh. Ví dụ như hồi nãy đi, mình khò chân sạc đi thì chắc chắn nếu mà thợ tay nghề yếu chắc chắn nó sẽ xì cả hai con sẽ thị, còn thợ chuyên nghiệp có khi không bị, có khi bị một con. Và chân sim cũng đa hai đây hay bị gãy do những bác xài sim bây giờ là đa số sim ghép từng mảnh từng mảnh. Con đeo sim này thì em mới lấy trong cái men, hoặc là em có thể tháo cho một cái máy nào bất kỳ, hay là mới lấy những men cũng được. Có men này quên đó. Thì con này các bác đang cầm đang xem là con máy LC, LC khác biệt với con thép là sao ạ? Chụp màn hình nhé. Thì toàn bộ đây là vỏ thép, vỏ đen bóng, kính phím, và khác biệt giữa con Delsi này với những con khác giống con cờ lao đời Paris là gì ạ? Phím đó là bằng sapphire, lưng là lưng gốm, còn con này là lưng da. Thì những cái thành phần, những cái chi tiết trên cái sản phẩm được gọi vô tu này, mỗi bộ phận là nó những có những giá trị khác nhau và những cái người sẽ thích khác nhau. Nhưng cái này là cầm bằng da thì cảm thấy nó nhẹ nhàng, máy nó nhẹ hơn, còn một con này nó nặng hơn bởi vì ở phía sau và phía trên là bằng gốm ceramic cho nên là nó nặng hơn. Mỗi bác mỗi sở thích, mỗi người mỗi nhìn đam mê khác nhau, mỗi cái cảm thức cảm gọi là cảm hứng và những cái sự nhận định về sự đẹp xấu khác nhau. Cho nên là kỳ lân luxury luôn luôn sẵn sàng tất cả những sản phẩm đẳng cấp, và tất cả sản phẩm đều có sẵn 100% nha. Bởi vì không qua bất kỳ trong đơn vị trung gian nào, không qua bất kỳ, chứ không phải là những cộng tác viên, hay là không phải là những cái lấy hàng của nhau, thì cho nên là hàng có sẵn tại showroom hết. Như con này là con bằng khối mà một khách hàng ở Cà Mau mới vừa đặt. Hiện tại bác ấy á, từ con máy Panda các bác muốn đặt lên như thế này, bác ấy là không chịu trắng hết, bắt buộc phải có đen, đen với vàng với trắng bác ấy mới chịu. Đây là nên kỳ lân luxury phục vụ theo yêu cầu, toàn bộ thân vỏ đúc bằng bằng khối nguyên khối 18K, gốm dinh bộ gốm dinh tất cả là dinh hết, kim cương thiên nhiên 3,4 lít. Em cho anh một cái siêu phẩm nào mà nó điểm vàng đi, điện thoại điểm vàng. Nếu như các bác nào không thích vàng hết, thép hết, đen hết thì lấy cho em một con máy xen kẽ đờ mi giữa thép và vàng. Đây đây là một siêu phẩm, giá tiền thì có hơn 100 mấy, 168 triệu thôi, một con máy zin hết vàng 18K xen kẽ. Toàn bộ là da zin, vàng zin, thép đó. Các bác muốn đờ mi thì đờ mi. Nhiều bác xài con này lý do là cho mình cái đồng hồ đờ mi, lý do là đeo đồng hồ Rolex. Em cứ để đi, lấy cái đồng hồ cho đó, lý do là đồng hồ Rolex. Với cái này nó sẽ hợp, đúng rồi, nó sẽ xen kẽ giữa vàng và thép. Chiếc lắp mình chưa về tới hả? Lắp Rolex á, các bác nào mà đang hứng thú về lắc tay á, Kỳ Lân đang về một chiếc lắc Rolex 5 viên kim cương chủ 54 nước D CI đó. Các bác nào muốn một cặp vừa tiền mà lại rất sang chảnh thì hãy chơi với con đờ mi này và đồng hồ Rolex này. Nè, em mời em mời em đi. Rồi đúng em của anh em. Hai, thường thường những cái đồ mà nhập nước ngoài về á, em phù hợp em hay ngửi lắm, bởi vì nó thơm, thơm mùi da, thơm mùi chất liệu làm nên cái hộp nó rất là thơm. Có nhiều cái vô tu á bỏ ra nghe mùi thích luôn. Cái hộp giá này thì nó cũng đẹp đấy, nhưng mà thôi tập trung bộ hộp đẳng cấp nó đây.
Nhìn cái hộp thôi thì chúng ta đã biết được nó đẳng cấp như thế nào đúng không ạ? Cái máy này là máy new. Bây giờ các bác có lượm cái máy này xài cũng không được. Chắc chắn luôn. Bây giờ em giới thiệu cho các bác tính năng. Trong cái... Em có muốn tháo máy tại đây cho các bác xem được không? Hay là bây giờ đồ đạc nhiều quá, bữa sau lên ha. Bữa sau chọn bất cứ máy nào tháo cho các bác xem. Tại vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị trung tâm sạc của anh về tu, gọi là tất cả những cái vấn đề gì và về tu mà khó khăn nhất, tất cả những vấn đề về tu các bác ở chỗ nào chạy lan đi nữa thì cứ lại với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury hỗ trợ tất cả vấn đề về tu, bởi vì về tu chuyên nghiệp không cần nói nhiều, cái chuyên nghiệp mà chơi. Thì một cái máy á, thường bên trong hộp nó sẽ có là một cái túi cộng dây cáp, túi thơm á, túi nào ta gọi là túi thơm á. Cộng dây cáp nhìn hoành tráng lắm, em cầm giùm anh. Ok, cộng dây cáp như thế này, hai đầu tai xi hết, hai đầu tai xi nha các bác. Một cái khăn để lau và một cái túi sách, thật sách vở đĩa của sách vở của nó mình không quan tâm làm gì, mình cần cái gì. Máy này xài cực kỳ đơn giản, cái cấu tạo bên trong nó là phức tạp, còn xài cực kỳ đơn giản và bảo mật, cực kỳ bảo mật, nó tự tiêu hủy tin nhắn luôn. Một cái máy chính hãng new sẽ có một cái thẻ chính hãng như thế này và bên trong nó có một cái bên hông sẽ có số thông số máy, serial number, pin code, model number. Bây giờ chúng ta muốn xài được cái máy này đúng không, thì đây là máy mới, mở nguồn lên đi các bác cho thấy. Màu đen này, đó, màu đen. Chắc chắn là hỏi mình sẽ là làm sao để xài được. Ok mày? Ok, rất là đẹp luôn anh. Quá đẹp đúng không? Đúng. Máy này là nếu như bắt trai một cái, bắt gái một cái thì tuyệt vời. Hai cái máy, nó có một cái điểm đặc biệt ở đây nữa mà các bác, nhiều bác đã từng mua so của em chưa có cơ hội để trải nghiệm. Nếu như trên tay chúng ta có hai cái máy so với nhau, nó có một tính năng đặc biệt mà nhiều bác chưa biết là nội bộ. Chỉ cần máy A lưu đúng số thuận máy B, máy B lưu đúng số thuận máy A, và hai máy score net riêng vào chỗ bảo mật riêng của nó thì có thể gọi nội bộ với nhau mà không ai biết. Cực kỳ hay, tính năng này hay lắm. Khi nào mua máy các bác cứ gọi em hướng dẫn các bác vấn đề đó. Đây là một cái máy new. Hồi nãy cái máy này là máy test, cho nên là các bác thấy em vào được menu. Còn máy này là không vào được menu. Nó hỏi là enter đây, tức là nó cũng là nó đòi mã pin đó, rồi code. Thì chúng ta nhận được cái máy thì khui cái máy ra và lấy cái thẻ cạo cái lớp code này đi và nhập vào để active. Hiện tại thì bản so MOD là bản mắc tiền nhất, y chang như thế này, giá y chang như thế này, tất cả mọi cái y chang như thế này, mọi cái hoàn hảo như thế này. Khác biệt một cái là thép, đây là titanium màu gọi là màu inox bóng sáng. Còn cái MOD là công nghệ mà BBD màu đen bóng cực kỳ sang, là đen nguyên cái máy. Đó, máy này hiện tại Kỳ Lân đã có sẵn, bác gái chọn hồng, bác trai chọn đen hoặc là MOD đen. Dạ, chiếc này hiện tại là 99 triệu bác ơi. 99 triệu giá niêm yết của hãng. Màu hồng, màu đen đều 99 triệu hết. Có màu ebony là 126 triệu nhưng mà nó y chang nhau. Đôi khi các bác xài màu này nhiều quá là thích hơn, bởi vì nó là cái bằng titanium và bóng lưỡng, cho chúng dù chúng ta có rớt, trầy, xước cỡ nào đi nữa thì với đội ngũ Kỳ Lân Luxury có máy móc hỗ trợ chuyên dụng các bác để hỗ trợ làm mới lại các bác. Bởi vì nó là bằng titanium và bóng lưỡng như thế này, trầy xước chút là bằng máy một cái là nó mới tinh lại liền. Đó là điều nên xài, các bác nên lấy cái này. Thứ nhất, giá thành vừa hợp lý, bảo mật rẻ và nó lại có một cái tính chắc nữa là dùng hoài không cũ. Còn da này chúng ta thấy thay da cá sấu, thay da màu khác, hay da thằng lằn, da rắn, da rít, da cọp, da đeo, da gì chơi láng hết luôn.
có bóng thay gì đây đó. Hiện tại sản phẩm này đang Kỳ Lân Luxe là đại lý chính thức ở Hồ Chí Minh, giá là trực tiếp là 99 triệu luôn bác ơi. Một chiếc Vertu thì từ 128 triệu, 168 triệu thì nó là đời cũ hơn, và một chiếc này không hề mới hơn, nhưng sự đẳng cấp của thương hiệu Vertu đã từ lâu đời. Và đây một phiên bản mới ra đời, cũng là người thiết kế của hãng Vertu ra đời, và với những cộng sự để tạo ra sản phẩm này, với hai cái máy phiên bản hoàn toàn khác nhau về sự thanh lịch thì có vẻ mỗi cái một kiểu, còn về cái cấu hình cấu tạo bên trong thì hoàn toàn khác nhau, kể cả cái sạc ẩm sạc taxi mới nhất bây giờ và những cái công nghệ mới nhất bây giờ mà chưa cái điện thoại khác có được của những cái máy cơ, đó chính là cái chế độ tính năng lọc được đo được không khí. Bác nào muốn trải nghiệm, muốn xem trực tiếp, đến cực trực tiếp với showroom của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury mới vừa ra đời, những siêu phẩm độc quyền, và hầu như sản phẩm mà về chưa kịp chụp hình ảnh, chưa kịp đưa lên website, chưa kịp đưa thông tin lên Zalo, Facebook, YouTube để các bác cập nhật thì đã bị mua mất tiêu rồi. Đây là một set túi Scoot đó, cầm tay. Đây là một con cá sấu nhập về nguyên con, và con cá sấu này nó mang tên là Limited rồi, mỗi con là Limited hết. Như đợt vừa rồi em có đi qua Wellby thì các bạn ấy bảo là cái ví tương tự như thế này, đó là 103 triệu. Em lấy cái ví em ra, mang tên Kỳ Lân Luxury, thì có cái rờ cái da sướng quá. Các bạn ấy bảo là cái da cái ví đó là con cá sấu nuôi tại hãng và làm luôn, hãng nuôi và làm luôn, thì cái điều đó ok. Và đối với sản phẩm Kỳ Lân cũng tương tự như vậy, mỗi con cá sấu là một con limited, các bác chỉ rời ra cá sấu nhập Pháp, Ý, Đức, Mỹ đều Mỹ, nhìn đồ nhập nó sẽ khác biệt, chứ không phải là những con máy, những con cá sấu qua xử lý phun sơn dùng sẽ bay màu, mà dùng em dùng cực kỳ bền, em dùng từ 4 năm nay mà không hề hám gì hết, bên trong là da cá mập. Các bác chắc ít thấy cái ví nào ở thị trường mà ở ngoài chất liệu xịn mà bên trong cũng chất liệu xịn, tất cả sản phẩm da, đồ da của Kỳ Lân Luxury là như thế, một mi set cực kỳ bền, dùng hoài không bạc, không cũ luôn. Vì sao? Vì nó là mỗi cái đã liên minh dịch từ con cá sấu rồi về mình thiết kế độc quyền, ở ngoài là da cá sấu siêu xịn rồi, bên trong là da cá mập. Thường thường những cái ví thông thường thì trong là da bò hay là vải hoặc là xi gì đó, nhưng không, tất cả sản phẩm Kỳ Lân Luxury không chơi những cái đó. Đẹp đẳng cấp là phải đẳng cấp tất cả mọi chi tiết, logo vàng 18K750, da xịn nhập limited từ cái con da cá sấu, bên trong là da cá mập, không chơi những lót, những cái vải xi. Một set như thế này các bác theo, nó bền, trong này nó bằng da cá mập nên thì làm sao mà hư được, và handmade hoàn toàn như thế này làm sao mà hư được, bền như thế này làm sao mà hư được, cầm chắc chắn như thế này. Các bác nào chơi đồ da chứ cần cầm lên là tự cảm nhận, em không cần giới thiệu. Một set như thế này các bác hãy liên hệ trực tiếp với Kỳ Lân Luxury, bởi vì đồ đẳng cấp, đồ xịn, nó chỉ cần nhìn cái da, nhìn từ xa là biết da gì, da nhập hay là da gì rồi, nhìn bên trong là biết đẳng cấp như thế nào rồi, bởi vì tất cả là da và da, ở ngoài da cá sấu hay limited, bên trong da cá mập. Một siêu phẩm nữa mà siêu phẩm này mà hôm qua em về hai siêu phẩm bay liền, chứ không em cho các bác, có một cái siêu phẩm mà em mê cực kỳ mê, em chưa được chụp hình luôn, khách không cho em chụp hình luôn.
Đây, toàn bộ bên trong là cho cá mập hết. Chơi đồ xịn mà, phải xịn hết. Logo 18K, logo 18K. Thấy cái bộ khóa xịn thôi là biết rồi. Da con này cũng là limited, tức là không có bộ da thứ hai như thế này. Các bác có thể kiếm một cái thứ hai như thế này không bao giờ có. Mỗi sản phẩm của Geylang Luxury là duy nhất, độc quyền duy nhất một cái. Và các bác muốn biết độ bền của nó như thế nào thì em từng dùng rất nhiều đồ hiệu khác, nhưng mà em hay bỏ những cái điện thoại với tôi mỗi cái là gần hơn nửa ký, gần ký như thế này, hơn nửa ký. Mà một cái túi như thế này mà em bỏ được 10 cái điện thoại là các bác muốn bao nhiêu ký không? Thì những cái đồ hiệu khác em thấy hay bị két máy, chỉ các kiểu, dây kéo các kiểu, chưa chắc gì bằng. Bởi vì tất cả những cái đồ của em là tuyển chọn tinh túy từ tất cả những mọi chi tiết để cấu tạo nên một siêu phẩm. Cái cặp của em bỏ đồ cực kỳ nhiều như thế này nè, bỏ nhiều nặng như thế này nè, mà da các bác nhìn là bao nhiêu năm, càng xài càng mềm. Bên trong mình cho cá mập hết, dây kéo và kéo tẹt gà, kéo vô tội vạ luôn, không bị gì vấn đề hệ hám gì hết. Rồi, nói chung là video clip đến đây em xin hẹn với Kỳ Lăng, hotline 0901 247 247, website kylangluxury.com, có cả Zalo 0901 247 247, và đừng quên nếu như các cấp gần showroom Kỳ Lăng thì đến trực tiếp showroom để chọn rất nhiều sản phẩm, Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hi. Cảm ơn các bác nhiều nha. Nhớ đăng ký kênh, theo dõi Facebook, đăng ký kênh YouTube, theo dõi Facebook, đăng ký like. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kylan Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.